Chuyển sang phần thời lượng của chương mục phòng cháy chữa cháy, thưa quý vị. Qua chiến dịch 60 ngày đêm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Quốc Oai đã triển khai nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Do có nhiều đơn vị không đáp ứng được các điều kiện quy định về an toàn phòng chống cháy nổ nên đã bị đình chỉ hoạt động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ. Tại nhà máy dược công nghệ cao Thái Minh, sau khi làm việc với lãnh đạo đơn vị trao đổi về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dịp cuối năm, liên lực lượng công an huyện Thạch Thất đã kiểm tra thực tế khu vực sản xuất hàng hóa, đường đi lối lại, lối thoát hiểm, hệ thống họng phun nước, tủ đồ phương tiện, quần áo chữa cháy cho người lao động là những nội dung mà tổ công tác đặc biệt quan tâm. Kiểm tra tủ đồ phương tiện, quần áo bảo hộ chữa cháy, đây là vấn đề mà đơn vị đặc biệt phải quan tâm. Đối với một cái đơn vị sản xuất thì là cái vấn đề an toàn thì luôn luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là cái vấn đề về an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi vì cái vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ nó liên quan trực tiếp đến cái vấn đề sức khỏe của con người, vấn đề về an toàn về mặt tài sản. Quá trình kiểm tra thực tế đấy thì cái trang thiết bị của công ty cũng như là các phương tiện về chữa cháy thì cơ bản thì công ty cũng đã trang bị đầy đủ. Trong đó lực lượng chữa cháy cơ sở thì cũng đã được tập huấn, cấp chứng chỉ đầy đủ. Thì qua cái thao tác thì cơ bản thì cũng đã nắm được những cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng khi có sự cố xảy ra. Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn cụm công nghiệp của huyện Quốc Oai, nhiều đơn vị vẫn chưa coi trọng công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người lao động. Chính vì vậy trong thời gian tới, cán bộ và chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Quốc Oai sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý cụm công nghiệp thường xuyên trao đổi, kiểm tra, tập huấn kiến thức, thực hành diễn tập phương án về phòng chống cháy nổ. Thông qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng có cái đánh giá toàn diện cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy, chỉ ra những cái tồn tại để hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục những cái tồn tại. Và cũng thông qua công tác kiểm tra thì chúng tôi kiên quyết xử lý đối với những cái cơ sở vi phạm nghiêm trọng pháp luật phòng cháy chữa cháy. Và cụ thể tính tới đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã đề xuất các cấp có thẩm quyền tạm chỉ đình chỉ đối với 19 cơ sở. Và tính riêng trong cái đợt cao điểm chiến dịch 60 ngày đêm thì chúng tôi đã lập biên bản xử phạt đối với 19 cơ sở với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt trong dịp cuối năm, tốc độ sản xuất tăng, khối lượng hàng lớn nên an toàn là nhiệm vụ hàng đầu. Các khu, cụm công nghiệp tập trung nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn là những điểm mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Quốc Oai kiểm soát chặt.